Em hỏi thêm. Thế cái thế cho alo 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 thế thế anh Sơn ơi, thế ví dụ như ở
Em bị không? Nóng ạ.
Nói đến một tháng mà kéo tiền. Có một tháng mình mới test được, còn một tuần được rồi. Về nhỉ. Lô lấy luôn đấy, lấy luôn đấy. Cái số thực của anh là bao nhiêu, cái số thực mà anh đổ là bao nhiêu? Không phải đây, không phải đây. Hôm nay anh đổ mấy chục lít, cộng số thực của anh cộng thêm 15 lít, 15 20 lít nhá. Số thực của anh cộng thêm 20 lít.